Xin chào tất cả mọi người đã đến với kênh Phương LTP Cuộc Sống ở Malaysia. Mọi người ơi, mọi người đã làm món bánh cuốn cấp tốc bằng bánh tráng có chưa ạ? Nếu chưa làm thì hôm nay cùng vào bếp với Phương làm món này nhé. Cách này theo Phương thì cái nguyên liệu thì dễ này, cách làm cũng rất là dễ dàng và nhanh, tiện lợi này, không phải pha bột này và cũng không phải mất quá nhiều thời gian để tráng bột. Rất là nhanh luôn, chỉ cần một gói bánh tráng. Các nguyên liệu thì Phương đã để ở phần mô tả này nhé. Mọi người có thể làm theo công thức của Phương hoặc là cái công thức nào đó mình hợp hơn thì mọi người làm. Với Phương thì cái khẩu vị của Phương thế này là vừa. Ở đây thì Phương có một cái gói bánh tráng xuất khẩu. Loại này nó cứng hơn các loại bánh đa lem bình thường ấy mọi người. Sau khi mà các nguyên liệu đầy đủ rồi đấy thì Phương sẽ phi hành lên, phi cái đầu hành lên cho nó thơm. Mọi người có thể dùng hành củ cũng được, phi thơm lên. Sau khi mà cái chảo nóng này, dầu nóng rồi thì mọi người sẽ bỏ vào hành và phi. Khi mà hành phi thơm rồi ấy, thì mọi người sẽ cho thịt băm vào. Ở đây thì mọi người có thể là mua thịt băm sẵn hoặc là mọi người về tự xay cũng được, tùy theo cái ý thích của mọi người đấy. Phương thì Phương mua thịt xay sẵn rồi, ra về Phương để trên ngăn đá, lúc nào ăn cái ngày nào thì Phương sẽ bỏ ra và chế biến. Mọi người sẽ xào thịt cho nó săn nặng, sau đó thì nêm nếm gia vị vào, thì sẽ cho là muối và nước mắm vào trước. Mì chính thì mọi người là nên cho gần cuối cùng luôn đấy nhá, đừng nên cho lúc mà mình đang đun nấu nhiều này. Sau khi mà thịt được cái độ săn nhất định ấy thì mình sẽ cho nấm và mộc nhĩ vào đấy mọi người. Đó, mộc nhĩ thì mình cũng đảo xào lên để cho nó ngấm gia vị. Cái mộc nhĩ này đấy thì mình đã ngâm trước và mình cho khi mà mình rửa sạch và mình cho vào máy xay để cho nó nhừ ra đấy, cho nó nhỏ ra, hoặc bạn nào có thể thái nhỏ cũng được, miễn là nó nhỏ nhỏ ra một chút. Đây là phần nhân. Phần nhân như thế này đấy, tí nữa mình chỉ cho thêm hành lá, cái cọng hành vào cũng được. Mọi người không cho cọng hành cũng không sao ấy. Phương thì thích cho cọng hành vào để cho nó thơm. Sau đó thì khi tắt bếp mình sẽ cho tiêu vào. Tiêu là cái bước cuối cùng ấy. Rồi, đảo tiêu lên và để nguội. Cho nguội thì mình sẽ làm bánh cuốn. Phương á, thì có lần Phương tráng bằng bột, nhưng mà nói thật là tráng bằng bột ấy thì nó rất là mất nhiều thời gian và nó lích kích ấy. Thế là Phương sẽ làm cách này cho nó tiện nếu mà mỗi lần mà muốn ăn bánh cuốn. Ở đây thì Phương sẽ dùng là nồi hấp. Nồi hấp ở đây thì Phương sẽ nót lá dong ở bên dưới. Lá dong ở đây thì mình có cắt nỗ để cho cái hơi nó bốc lên được lên trên ấy, cho nó chín được cái bánh cuốn của mình. Mọi người có thể dùng giấy nến cũng được. Và mọi người sẽ phết dầu ở trên cái lá dong này nhé, để cho cái lúc mà mình cho bánh cuốn vào đấy nó sẽ không bị dính. Lúc sau ấy thì mình lấy bánh cuốn ra nó dễ. Đây, ở đây thì Phương sẽ dùng loại bánh tráng này, vì bên Phương ấy ở siêu thị nó bán loại bánh tráng này nên Phương dùng luôn. Đó, bánh tráng này thì Phương hay làm gói cuốn nữa, cũng ăn loại này luôn. Sau đó thì Phương sẽ chuẩn bị một đĩa nước lạnh, một tô nước lạnh, xong là Phương sẽ cho bánh cuốn vào đấy, cho bánh tráng vào đấy ngâm. Ngâm xong xong là mình cứ đặt, mình cuốn một cái thì mình lại cho một cái khác vào ngâm. Ở đây thì Phương sẽ dùng hai lớp luôn nhá, để cho cái bột bánh ấy nó dày hơn, nó dai hơn đấy mọi người. Một lớp ấy thì nó hơi bị mỏng, Phương thấy nó mỏng, ăn nó không ngon, Phương thích ăn nhiều bột hơn. Sau đó thì mọi người sẽ cuốn vào như là cuốn bánh đa nem ấy, nhưng mà sẽ không phải gấp hai đầu đâu, sẽ để thẳng luôn. Đó, rất là nhanh, cái màu cũng rất là trong đẹp. Sau đó thì mọi người sẽ xếp vào sừng hấp. Nhưng ở đây đấy thì mọi người nên xếp cách ra nhá, tại vì là nếu mà mọi người mà chưa phết dầu lên ấy, mọi người xếp gần quá đấy thì đến lúc mà mình hấp lên đấy, mình lấy ra thì nó hay bị dính những cái vỏ bánh vào với nhau ấy, thì nó sẽ bị bung cái nhân ra.
Đó, Phương sẽ để cách ra. Mọi người cho nhân ấy, thì mọi người có thể cho ít cho nhiều tùy ý. Và cuộn, ở đây có hai cái loại bánh cuốn này nhé. Bánh cuốn này cùng một hãng nhưng mà sẽ có loại to và loại nhỏ. Phương đây lấy loại nhỏ cho nó xinh. Có loại to thì nó gần gấp đôi của cái bánh này luôn. Cái này Phương nghĩ ra là lúc mà Phương dán bánh đa lem bằng cái vỏ bánh này đấy, thì Phương thấy nó rất là cứng. Đến lúc mà mình chiên lên ấy, nó không được mềm như cái bánh đa lem bình thường ấy, mà cái vỏ bánh nó rất là cứng. Thế xong mà Phương mới nhúng nước xong là Phương nghĩ là chắc sẽ làm được bánh cuốn. Thế là Phương nghịch làm bánh cuốn, và từ đấy thì khi mà thèm bánh cuốn ấy thì Phương sẽ làm theo cách này luôn. Sẽ rất là ít khi mà Phương tráng bột. Đó. Sau khi mà mọi người rải đều lớp xong đấy, thì mọi người lên phết một lớp dầu ở trên cái vỏ bánh nữa. Đó. Để cho mà lúc sau mình lấy ra đấy nó dễ dàng hơn mọi người ạ. Và đến lúc mà lấy ra mình xếp vào đĩa đấy, ăn đấy thì nó cũng không bị dính. Cuộn này nhanh lắm. Ở đây thì Phương làm 3 tầng, tại vì là mình để cách thưa ra đấy. Mình sẽ làm 3 tầng. Sau khi mà làm xong ấy thì Phương sẽ đi phi hành. Mọi người sẽ cho dầu nóng lên, xong là mọi người đổ hành vào và đảo nhé mọi người nhé. Lúc này ấy thì mọi người hạ nhiệt độ xuống một chút, tại vì nếu mà để nhiệt độ cao ấy thì cái hành bên trong nó chưa khô được nước đâu, mà nó đã bị cháy xém bên ngoài rồi. Hành này thì em phi như vậy thôi chứ không tẩm thêm bột nữa, tại vì em muốn ăn nguyên vị ấy. Sau khi mà vàng miếng này đấy thì em sẽ tắt bếp đi và sẽ đảo một chút nữa và vớt ra. Mọi người nhanh tay nhé, không thì rất bị hay bị xém ở đoạn này đấy. Và đây, sau khi mà em hấp được tầm 20 phút đấy, thì bây giờ em sẽ lấy bánh cuốn ra. Đó. Lúc này mọi người để ý là cái lá đấy nó đã ngả màu rồi á. Cái lá rong này nó đã ngả màu rồi. Sau đó thì em lấy ra. Do phết dầu ở cái mặt lá và phết dầu ở cái bánh đấy, thì đến lúc mà mình lấy ra nó dễ đấy mọi người ạ. Nó không bị dính cái bột ở trên cái lá hoặc là cái bột nó dính vào nhau. Hôm nay thì em sẽ làm 3 tầng bánh luôn cho một gia đình nhà em 3 người ăn. Em làm cái bánh cuốn này là do là hôm trước em đi mua được cái giò Việt Nam, giò lụa đấy. Thế nên là em làm để ăn với giò lụa. Và cũng lâu rồi thì em không làm bánh cuốn, thế nên là tiện làm luôn. Đó, lấy ra dễ dàng. Rồi, xong đến tầng cuối. Vừa an toàn, vừa nhanh, vừa đảm bảo luôn. Mỗi lần em pha bột ấy, mà đến tráng ấy, là nó cứ bị dây bột xong rồi vãi tứ lung tung ấy. Dọn nó ngại. Nên là cách này em thấy là tiện nhất. Sau khi mà lấy bánh xong thì bây giờ em sẽ đi pha nước chấm. Nước chấm ở đây thì em sẽ dùng 50ml nước, một thìa đường và hai thìa nước mắm, tỏi băm và ớt băm. Mọi người ăn cay tùy ý, thì mọi người sẽ cho thêm ớt cay hay như nào cũng được. Và cái nước chấm đấy thì ở đây mọi người nên bóp cả thêm cà rốt này, su hào này, hoặc là đu đủ xanh thì còn ngon nữa. Nhưng ở đây em không có, thế nên em đã ăn cái phần món chua, đồ chua hôm trước em làm cà rốt với lại củ cải ngâm chua ngọt ấy, nên em sẽ mang ra em ăn luôn. Sau khi mà cho nguyên liệu vào đấy thì em sẽ cho thêm hai quả tắc khoai, quả quất đấy mọi người, và đảo đều lên khi cái đường nó tan ra này, nó hòa quyện với nhau đấy, thì mọi người sẽ cho tỏi vào
tỏi ớt vào đấy, thì lúc này cái tỏi ớt nó sẽ nổi lên trên. Nhìn đã cay rồi đấy mọi người. Em cho 2 quả ớt. Tiếp theo thì mình sẽ sắt giò ra. Giò thì mọi người sắt mỏng, dày tí. Ở đây thì em sẽ sắt mỏng, xong là em cắt làm đôi. Em xếp vào, xong là cho hành phi vào. Thế là ăn được rồi mọi người. Rau sống thì mọi người rửa sạch và ngâm nước muối. Tổng thời gian em làm cho cái món ăn này đấy, cả thời gian 20 phút để hấp bánh đấy, thì mất khoảng là 30 phút thôi mọi người ạ. Là 10 phút vừa chuẩn bị nguyên liệu, vừa xào và vừa cuốn, là hết tầm 10 phút thôi. Rất là nhanh. Đó. Mọi người có thể không dùng hành phi, mình phi thì có thể mua hành phi sẵn cũng được. Phi sẵn họ cũng bán đấy ạ. Đó. Nhưng mà mình phi đấy thì nó sẽ đảm bảo sức khỏe hơn và nó sẽ ngon hơn đấy mọi người. Và đây là thành quả của em. Em mời mọi người ăn với em nhé. Cái mùi hành phi thơm dã man. Cái bột, cái bánh này đấy thì mọi người em ăn đấy thì em cảm nhận là rất là dai, rất là dai ấy, ngon, đã là ngon, chẳng kém gì cái bánh mà mình pha sẵn đâu ạ, à, mà mình tự tráng đâu. Nên nếu mà bạn nào mà muốn làm ăn bánh cuốn ấy, mà muốn làm nhanh tiện lợi đấy, thì làm thử theo cách của em xem. Em chúc mọi người thành công. Và video của em đến đây là kết thúc rồi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở video tiếp theo. Bye bye, bye bye mọi người.